Thất bại đầy bất ngờ 0-1 trước Lazio ngay trên sân nhà đã khiến Napoli đứt mạch 10 trận bất bại trên mọi đấu trường. Thực tế, thất bại này gần như không gây ảnh hưởng quá nhiều đến cơ hội vô địch của họ. Giới quan sát ở Italia đã trông đợi sự đi xuống của Napoli khi bước vào năm mới, nhưng rốt cuộc chỉ được chứng kiến hai cú vấp ngã hiếm hoi của thầy trò Luciano Spalletti trước Lazio và Inter Milan. Điều không thể tránh khỏi trên cả một chặng đường dài. Dẫu vậy, thầy trò huấn luyện viên Spalletti vẫn cần một chiến thắng trước Atalanta để lấy lại tinh thần trước giai đoạn quan trọng của mùa giải. Và Napoli cũng đã có được điều mình cần. Chiến thắng 2-0 trước Atalanta trong trận đấu rạng sáng này giúp Napoli củng cố ngôi vị đầu bảng với khoảng cách 18 điểm so với đội đang xếp ở vị trí thứ hai là Inter Milan. Trong trận đấu này, một cái tên quen thuộc của Napoli, Kvitsa Kvaratskhelia, tiếp tục tỏa sáng với màn trình diễn đỉnh cao, qua đó giúp đội bóng này khai thông thế bế tắc trên sân nhà và giành trọn vẹn 3 điểm. Phút thứ 59, khi Napoli vẫn đang tỏ ra bất lực trong việc tìm đường đến với khung thành của đội khách, Kvaratskhelia khi ấy nhận đường truyền của Osimhen trong một tình huống phản công. Trước mặt, cầu thủ được mệnh danh là tiểu Maradona có đến 4 cái bóng áo trắng và khi Kvaratskhelia tiến vào vòng 16m50, con số đó đã lên thành 7. Tuy nhiên, cầu thủ người Rosia đã chứng tỏ cho các fan hâm mộ bóng đá thế giới thấy tại sao người ta gọi anh là Maradona mới của Napoli. Kvaratskhelia cầm bóng xông thẳng vào trung lộ, một động tác giả mượt mà khiến cầu thủ của Atalanta bị lỡ đà. Sau đó tiếp tục là một tình huống, Kvaratskhelia đẩy bóng vừa tầm để tung ra một cú dứt điểm trái phá, đánh bại hoàn toàn hàng hậu vệ của đội khách và thủ môn Juan Musso. Bàn thắng mở điểm từ khoảnh khắc xuất thần của Kvaratskhelia đã giúp Napoli dễ chơi hơn rất nhiều, để rồi pha lập công ấn định tỷ số phút thứ 77 do công của Amir Rahmani đến như một lẽ tất yếu. Chiến thắng này không chỉ giúp Napoli tiếp tục vững vàng ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A, mà đó còn là liều thuốc tinh thần quan trọng, tiếp thêm sự tự tin cho các thủ ở những vòng đấu quan trọng sắp tới của cả mùa giải. Có thể nói Napoli đang sở hữu cho mình một trong những tài năng trẻ đáng chú ý bậc nhất của bóng đá thế giới. Sau một mùa hè phải bán đi nhiều trụ cột, Napoli cần tìm cách tái thiết đội hình bằng những bản hợp đồng mới. Những cầu thủ trẻ trung và giàu tiềm năng là tiêu chí để ban lãnh đạo câu lạc bộ nước Ý lựa chọn. Để rồi khi mà người ta vẫn còn đang chú ý đến những thương vụ bom tấn của bóng đá thế giới, Kvaratskhelia đến với Napoli hết sức bình lặng. Nhưng giờ đây không ai là không nhắc đến cái tên của tài năng trẻ sinh năm 2001 này. Những fan hâm mộ bóng đá nói chung gọi anh với cái tên là Kvitsa Kvaratskhelia, còn các cộng viên của Napoli thì gọi cầu thủ mang áo số 77 bằng cái tên đơn giản hơn nhiều, Maradona. Kvaratskhelia nổi lên từ Dinamo Tbilisi trước khi gia nhập Rostovi và sau đó chuyển đến Nga để khoác áo Lokomotiv Moscow theo dạng cho mượn. Thời điểm hợp đồng cho mượn giữa Kvaratskhelia và Lokomotiv kết thúc, huấn luyện viên trưởng Yuri Semin đã rất thất vọng khi đội này không thể ký hợp đồng dài hạn với cầu thủ người Georgia. Chia tay Lokomotiv Moscow, Kvaratskhelia ở lại nước Nga để khoác áo Rubin Kazan và tiếp tục phong độ chói sáng khi 4 lần anh có tên trong danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc nhất tháng của câu lạc bộ. Dưới sự dẫn dắt của luyện viên Leonid Slutsky, Kvitsa trở thành linh hồn của Rubin Kazan và giúp đội bóng này cán đích ở vị trí cao nhất trong 10 năm qua tại mùa bóng 2020-2021. Cầu thủ người Georgia có cho mình 4 pha kiến tạo và có 4 bàn ở mùa giải đó. Tuy nhiên, do xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, FIFA đưa ra tuyên bố cho các cầu thủ nước ngoài tại Nga được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ tại xứ sở Bạch Dương để ký hợp đồng với câu lạc bộ ngoài nước Nga. Chính vì lẽ đó, Kvaratskhelia trở về Georgia để khoác áo Dinamo Batumi. Napoli chiêu mộ Kvitsa để thay thế Lorenzo Insigne, nhà vô địch Euro 2020, khi cầu thủ này chuyển tới Toronto. Anh cập bến đội bóng của huấn luyện viên Luciano Spalletti với giá trị vào khoảng 10 triệu euro. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, thương vụ này chẳng khác nào một vụ cướp. Người đại diện của Kvitsa tiết lộ rằng các câu lạc bộ của Italy như Juventus và AC Milan đều quan tâm tới cầu thủ người Georgia, nhưng Napoli đã đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn. Napoli tin vào triển vọng của Kvitsa, cầu thủ mà họ đã theo dõi kỹ lưỡng trong gần 2 năm qua. Cho đến thời điểm hiện tại, dù chỉ mới chỉ chơi 28 trận cho Napoli, nhưng Kvaratskhelia đã có cho mình 13 bàn thắng cùng 15 kiến tạo trên mọi mặt trận với 9 lần tạo cơ hội cho đồng đội và ghi bàn tại giải vô địch quốc gia. Kvitsa đang dẫn đầu danh sách những chân truyền tốt nhất của Serie A mùa giải năm nay. Đây thực sự là một con số ấn tượng với một cầu thủ trẻ mới chỉ mới chơi mùa giải đầu tiên tại nước Ý. Kvarat đã dễ dàng vượt qua cuộc cạnh tranh vị trí với Hervin Lorano và Matteo Politano, đồng thời làm tất cả cộng viên của Napoli quên đi huyền thoại Lorenzo Insigne vừa mới chia tay câu lạc bộ hồi hè 2022 để sang MLS. Nhờ Kvaratskhelia mà các tiền đạo của Napoli như Victor Osimhen, Giacomo Raspadori và kể cả siêu dự bị Giovanni Simeone đều tỏa sáng rực rỡ mỗi khi vào sân.
Không phải tay săn bàn Osimhen, chính Varad mới là hình ảnh tiêu biểu cho sự vươn lên của Napoli mùa này. Đó là sự kết hợp giữa tài năng, tuổi trẻ và nỗi khát khao chiến thắng. Cầu thủ 22 tuổi người Georgia chinh phục các cổ động viên của Napoli bằng đôi chân ma thuật của mình. Chơi vị trí chạy cánh trái, Vicha gây ác mộng cho các hàng thủ ở Serie A bằng khả năng dây dắt bóng điêu luyện với tốc độ cao. Trái bóng như nam châm luôn dính lấy chân của Vicha khi anh lướt qua đám đông cầu thủ đối phương, khiến các cổ động viên Napoli mê mẩn. Vì lẽ đó, những biệt danh như Tiểu Maradona hay Maradona đã ra đời. Không những vậy, trên con phố nổi tiếng San Gregorio Armeno, các bức tượng nhỏ của Vicha được bày bán rất nhiều bên cạnh các bức tượng cậu bé vàng Maradona. Được ghép tên với Maradona là vinh hạnh cho mọi cầu thủ, nhất là với những người khoác áo Napoli, nơi Maradona được xem như một vị thánh. Khi được hỏi về điều này, Vrara mỉm cười. Rõ ràng tôi đã rất thích nó rồi, tôi không thể sánh bằng Maradona, nhưng tôi sẽ cống hiến tất cả để trở thành một cầu thủ quan trọng với Napoli. Số lượng bàn thắng và kiến tạo cũng như số cơ hội Kvaratskhelia tạo ra là rất đáng kể, song nó vẫn không đủ để nêu bật tầm ảnh hưởng của tài năng 22 tuổi. Anh là động lực, nguồn cảm hứng vô tận cho các đồng đội, đồng thời khiến người hâm mộ không dám rời mắt, cố gắng tận hưởng bằng hết những điều tuyệt vời mà anh mang lại. Một điều quan trọng khác, Kvaratskhelia không bao giờ sợ áp lực, nói chính xác thì anh không tự tạo áp lực cho mình. Anh chưa một lần sợ sai hay lo lắng về những hậu quả tiêu cực. Anh thích mạo hiểm, sẵn sàng thử mọi thứ và luôn mang đến sự kinh ngạc. Chỉ cần xem những pha xử lý của Kvaratskhelia, anh đi bóng bỏ lại đối thủ phía sau hoặc thực hiện các pha dứt điểm theo cái cách rất khó tin, hoàn toàn không theo một khuôn mẫu nào và không phải bản sao của bất cứ ai. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ chiến thắng 4-1 của Napoli trước Liverpool trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng A UEFA Champions League. Tuy không phải là cầu thủ trực tiếp ghi bàn, nhưng anh đã khiến hàng thủ của Liverpool trải qua cơn ác mộng thực sự, đến nỗi huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận rằng đây là thất bại tồi tệ nhất của ông tại Liverpool. Kvicha biến Joe Gomez trở thành hậu vệ tội nghiệp trên sân với một động tác xoay người như Johan Cruyff. Kvicha còn buộc trung vệ Virgil van Dijk phải thực hiện những pha phá bóng giải nguy ngay trước vạch vôi. Nina Mamukaze Sodidi, nhà báo người Georgia, chia sẻ rằng cả đất nước Georgia như dừng lại khi Kvicha thi đấu. Kvicha trở thành một anh hùng dân tộc, bóng đá là môn thể thao yêu thích của người dân Georgia và anh ấy khiến họ tràn đầy niềm tự hào. Những ai đã từng cổ vũ cho Inter, Juve hay Milan rồi chuyển sang ủng hộ cho Napoli chỉ vì Kvicha và họ không bỏ sót một trận đấu nào. Trên khắp đất nước, mọi người cùng nhau cổ vũ và tổ chức xem Kvicha thi đấu trên màn hình lớn tại các hội trường hay rạp chiếu phim. Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào của Georgia được hâm mộ như vậy kể từ Kaká Kalaze. Không chỉ sở hữu tài năng lớn trên sân cỏ mà nhân cách của Kvicha cũng là rất đáng ngưỡng mộ. Dù được so sánh với cố huyền thoại Maradona, nhưng cầu thủ mang áo số 77 không hề mắc bệnh ngôi sao. Kvicha từng thừa nhận mình thậm chí còn chưa ra ngoài khám phá thành phố. Anh dành hầu như tất cả thời gian của mình để chuẩn bị cho các trận đấu. Đối với anh, bóng đá luôn là thứ được đặt lên hàng đầu. Kvaratskhelia giống như nhiều đứa trẻ khác ở Dinamo Tbilisi được nuôi dưỡng để trở thành nghệ sĩ sân cỏ. Không phải những cỗ máy, chỉ có điều Kvicha đặc biệt hơn, chăm chỉ và giàu khát khao hơn. Như bố anh từng nói, Kvicha sống vì bóng đá. Đó là lý do nơi ở của anh luôn gần khu huấn luyện nhằm hạn chế thời gian di chuyển, tạo nên một chu trình khép kín, ăn, ngủ, tập luyện và lặp lại. Ở tuổi 22, Kvicha đã và đang trên con đường để trở thành ngôi sao của Serie A. Điều quan trọng với Kvicha lúc này là duy trì sự ổn định về phong độ, không khuất phục trước những cám dỗ của cuộc sống và tránh xa những chấn thương. Nếu Kvicha tiếp tục thi đấu như hiện tại, anh sẽ giúp Napoli chạm tay vào chức vô địch Serie A đầu tiên sau 33 năm. Đó không chỉ là giấc mơ của các cổ động viên Napoli mà còn là động lực của Kvicha vào lúc này.